Ni tiêu hồ thay cá hồ ngái hay nhúc vạ ngái hay ngái nhịn. Chào các bạn, tôi là nhúc vạ và tôi là người ngái. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn về một số từ về bộ phận trên cơ thể người. Bộ phận đầu tiên là đầu. Đầu là thẩu họt hoặc thẩu. Tay là xìu. Chân là kẹt. Bàn chân là kẹt bàn. Rồi mắt, ngàn, mũi, phi cống, tai, nhì tô, nghe được là thánh tô, tai là nhì tô, tóc là thẩu phạt, lông, mố, lông tay, xìu mố, lông chân, kẹt mố. Răng ngà chi hoặc ngà si đúng là ngà chi cằm há phả lưỡi lý sát rồi mặt men ngón tay siêu chi ngón chân kẹt chi móng tay kẹt cạp móng tay là xìu cạp móng chân kẹt cạp về bụng là thù họng là hầu lộng họng là phía trong này là hầu lộng còn phía ngoài là gọi là cổ là kèn mấy đứa mà hay ngang đầu cứng cổ á, mình gọi là ngang kèn có nghĩa là mấy đứa cứng đầu cứng cổ về khuỷu tay là xìu chán còn cùi chỏ này xìu khóc 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 có nghĩa là gấp khúc xìu khóc rồi về tim xím gan xịp thận xìn xìn nhá chứ không phải xìm nhá xìm là thím còn thận là xìn ruột là chọn ruột non nun chọn ruột già thai chọn bờ vai bọt thậu bộ phận sinh dục nam cầu mí bộ phận sinh dục nữ chem chép hoặc là pet rồi tay mình này ngón tay cái á là siêu mã thậu ngón tay trỏ siêu chi chi nghĩa là chỉ á chỉ siêu chi ngón trỏ ngón tay giữa là chống chì chống là giữa chống chì rồi ngón ngón đeo nhẫn ngón vô danh là cạp múi chì cạp múi là gần cuối cạp múi chì là gần cuối ngón tay gần cuối là cạp múi chì rồi ngón tay út là lái múi chì lái múi là ngón út, múi là út, lái múi chì, lái múi chì, cạp múi chì, chống chì, siêu chì, siêu mã thậu. Ở về ngón chân thì cũng vậy, nhưng mà ngón chân thì thường ít ai giơ ngón chân ra để nói lắm, nên là chủ yếu là nói tay thôi. Máu là hẹt mụn á là mì thầu chón còn đờm á là tàm bờ mông á là si phụt còn lỗ hậu môn là si phụt lống về một số bệnh mà
trạng thái mà hay trạng thái cơ thể không được khỏe lắm ấy, thì là ví dụ như là hoa mắt chóng mặt là thầu họp vụn, thầu họp vụn có nghĩa là mắt thấy đầu thấy hoa, thầu họp vụn rồi đó, chóng mặt hoa mắt. Còn đau đầu là thầu họp thông, rồi đau tay là xìu thông hoặc là thông xìu, ngài chịu ngài xìu chắc thông, tay tôi bị đau, kẹt thông là đau chân, ngài kẹt chắc thông. Rồi ví dụ như ngón tay bị đứt, ngài xìu chóc cọt là tay tôi bị cắt, chóc chuột hẹt, rồi bị chảy máu. Rồi ví dụ như là ho là khầm, khầm là ho. Ví dụ đau răng ngả xì thông, đau răng là ngả xì thông. Ho là khầm. Rồi đau bụng thù thông. Bài học hôm nay đến đây thôi nhé. Chào tất cả mọi người. Nghỉ đi thôi.